để làm gì chuyện của ba mẹ? Chứ bánh này bình thường. Vô xong rồi chào nè. Cả nhà nhìn thấy không? Hủ tiếu mực ớt nữa nè cả nhà. Nó không ăn ớt cả nhà không chịu. Mình có tầm mình thái trang có cái mùi này vô cả nhà. Ngon. Mời cả nhà ăn với Tâm Thanh nha. Rồi hôm nay thì Tâm Thanh đẹp trai gây tranh cãi. Dạ Ngọc Phú xấu gái không có tranh cãi. Thôi hôm nay thì hai chồng không có nấu cơm nhà, cho nên là đi ăn ngoài thôi mọi người. Ra ngoài thì đây là hủ tiếu mực ha, đây là cái tô hủ tiếu mực nè, đó quá trời xuất sắc luôn mọi người nha. Rồi bây giờ hai chồng mình cùng ăn nha, mời cả nhà nha, mực ngon quá. À quên, mời vợ ăn. Ủa biết hả? Ừ. Tới giờ ăn là không có bao giờ mà mời tôi nha mọi người, cứ giờ thôi. Ngon quá cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Rồi ăn không ngó mặt vợ, không nhìn vợ. Ủa sao cậu đi làm hoài vậy? Giờ nhớ chưa? Nhớ rồi. Mệt ghê vậy đó. Lần nữa là không ăn đó nha. Ngó này chưa? Khổ quá, thân trai 12 bến nước. Khổ lắm. Giận tới giận luôn hoài luôn vậy đó. Nói là ăn ăn à. Không bao giờ ngó mình. Ngó máy với ngó cái tô thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Gì mới nói con câu sạch vậy? Bữa nay ăn thử hủ tiếu mực ở nơi khác, không phải là ở phường của mình nha, ở một cái phường khác mọi người. Ôi, cái thịt viên này ăn thử coi nó ngon như ở chỗ mình. Thịt này cả nhà, mà dò viên lên gì nè. Nhưng mà hơi nóng. Nóng đây không phải là hủ tiếu nóng nha, mà là quạt nó bị nóng quá đó mọi người. Đây, đây súp mực đây nè mọi người. Súp mực này là của Caramel mình nha. Rồi Caramel cận vô cái tô súp mực của cái coi. Ôi rồi ôi. Đã luôn. Ôi rồi ôi, súp mực là như vậy thôi đó nha mọi người. Ngon, xuất sắc. Bây giờ là mình tranh thủ mình ăn, mình lùa thôi, để cho Caramel mình còn ăn nữa. Caramel này là Caramel di động.
trai gây tranh cãi nói gì đi. Đang ăn sao nói hả? Đẹp trai quá anh không nói được. Bắt trước ăn thử một miếng ớt. Má ơi, đúng á. Cay quá. Anh không quen. Cay quá. Cả nhà biết không? Ớt sừng hay ớt hiểm gì cũng vậy, mà bất cứ người nào mà ăn không quen rồi là không biết ăn vô. Nóng ruột quá. Yếu mày đặt ra gió. Cái này là chấp nhận. Yếu thật sự cay quá mọi người. Ơi cay quá. Mà nói nghe nè, nói mọi người nghe nè, cay quá nhưng mà tôi không có kêu nước uống đâu, tiết kiệm để ra quán cà phê kêu nước uống. Cười cái gì mà cười? Quý vị coi ở đây là ăn xong rồi theo chân Tam Thanh Ngọc Phú và caramel của tôi, caramel sáng nắng chiều mưa, chúng nữa tôi quay lại cái mặt caramel của tôi cho cả nhà coi. Cảm ơn caramel, cảm ơn cả nhà. Đây là caramel hồi nãy giờ quay cho hai vợ chồng mình này cả nhà. Trời đất ơi, caramel của tôi là thôi, sáng nắng chiều mưa. Cái mặt là thấy không ưa. Tài thì không cho mình nhắc nè, ăn thì kén. Xấu. Rồi. Tối nào thương. Hỏi ba có thương con không? Tôi trả lời không. Câu này quen quá. Đi lộn hoài luôn. Tới gần gây lộn hoài mà ra đường tưởng đâu là thân thiết dữ lắm. Thân thiết dữ chưa? Con có câu nào muốn nói không? Sau khi ăn hủ tiếu mực xong á, thì gia đình mình đi uống cà phê để chờ đón thằng con trai tan học về nha cả nhà. Đây lúc này là người đàn ông áo đỏ đi vào cái quán cà phê này để ngồi xuống nè. Rồi lúc này thì tôi đang chuẩn bị là đi vào nhờ caramel bắt đắc dĩ quay giùm để mình được vào khung. Đây, trời đất ơi, vào khung rồi nè. Đó. Sở thích của mình là mặc những bộ jean này nè vào buổi chiều, mọi người nó thoải mái lắm để đưa đón con cái đi học á. Và bây giờ là mình đang kiếm ông chủ quán để mà kêu nước á. Rồi cuối cùng cũng thấy anh ấy đi ra rồi để mà mình kêu nước uống nha. Mấy bạn biết vì sao mình không có lấy tiếng trực tiếp không? Thì vào quán thì mấy bạn biết rồi. À, mình phải thu tiếng tại vì có rất là nhiều tạp âm á mọi người. Đây, trong khi chờ đợi ông chủ quán ra order nước nha. Đây, anh ấy đem nước ra và hỏi vợ chồng mình uống cái gì. Thì ngồi ba người nha, hai chồng mình với đứa con gái. Nhưng mà mình kêu có hai ly là chồng mình uống cà phê và một ly trà đào là hai mẹ con mình uống. Uống không hết luôn á mọi người, ly trà đào uống không hết luôn. Đó. Đó. Đó, chào cả nhà nha, ăn hủ tiếu mực xong rồi đó. Lúc này là tôi đang nói là ăn hủ tiếu mực xong là ra đây là ngồi. Ngồi chờ con trai mình. Hai chồng tôi uống cà phê hay có cái thói quen là vô vậy đó cho nó vui. Đây, và đây là tình yêu bé nhỏ đó. Trời ơi, cái tay nhắn tin kìa, mọi người thấy không, liên tục luôn. Rồi cuối cùng thì nước cũng đem ra nha mọi người. Đây, đem nước ra rồi nè, cà phê của ông xã mình nè đó. Còn cái ly trà đào á, ly trà đào là của mình với con gái nha. Đó, ly trà đào đó. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video clip của gia đình mình, Tam Thanh Ngọc Phú. Kính chào cả nhà yêu dấu nha.